Chiều ngày 20 tháng 12, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức nhận sát đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2022. Dịp này, Ngọc Châu cũng lần đầu tiên trình diễn trang phục dân tộc chứa Cà Mau trước truyền thông và khán giả. Ngọc Châu là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Universe, được đi nước ngoài để đào tạo và huấn luyện bài bản các kỹ năng catwalk, ứng xử, rèn luyện hình thể và nâng cấp kỹ năng trình diễn với các chuyên gia quốc tế tại Philippines và Mỹ. Trang phục dân tộc chiếu Cà Mau do nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt thực hiện, mà Ngọc Châu sẽ mang đến Miss Universe 2022, được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề dệt chiếu Cà Mau. Trang phục này làm hoàn toàn từ lát, một chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường. Đặc biệt, phần đỉnh nón là biểu trưng ngôi sao rực rỡ của Miss Universe, đính kết bởi hơn 200 viên đá Swarovski nhằm truyền tải sức mạnh, ý chí và sự nỗ lực. Phần tay áo được may cách điệu dài hơn và in chữ Hán, Lộc. Bên trong chữ Lộc được đính kết tinh tế tạo hình những đóa hoa chớm nở, khi chắp hai tay lại sẽ che đi phần áo bên trong, mở rộng tay sẽ thấy hình ảnh chiếc áo dài, đại diện cho sự tốt lành và may mắn, hy vọng đại diện Việt Nam sẽ thật tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Thanh Phong là nhà thiết kế chính thức trang phục dạ hội bán kết chung kết của Hoa hậu Ngọc Châu. Ngoài ra hành trình của Ngọc Châu còn có sự đồng hành của gần 40 nhà thiết kế khác như Nguyễn Công Trí, Thủy Nguyễn, Phương My, Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, v.v. Nói về bản thân trước thềm chinh chiến Miss Universe, Ngọc Châu cho biết sau quá trình được huấn luyện và trang bị các kỹ năng đặc biệt, cô cảm thấy tự tin và sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu xác lập được thành tích cao hơn cho Việt Nam. Quá trình chuẩn bị cho Miss Universe, Ngọc Châu còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, các hoạt động cộng đồng, xã hội. Cô cũng là đại sứ quỹ cộng đồng nâng bước tuổi thơ. Cuộc thi Miss Universe 2022 diễn ra tại New Auckland, Mỹ vào đầu tháng 1 năm 2023. Dự kiến từ ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ngọc Châu sẽ tiếp tục lên đường sang Mỹ tham gia khóa huấn luyện trước khi bước vào lịch trình chính thức của Miss Universe từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đêm chung kết cuộc thi sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 theo giờ Mỹ.